Dên. À, ngựa mẹ nhìn thấy rồi. Cậu cẩn thận đấy, ngựa mẹ đang sẵn sàng chiến đấu với cái xe của cậu rồi đấy. Làm gì có dẫm trúng đâu, chỉ đạp ra thôi. Nhưng mà xe của tớ nó thấp quá, thế là không thể đạp trúng được. Mấy cái con kiều này, nhà bạn Trang sao hôm nay lại không thấy ai chăn ở đây nhỉ? Được rồi, xem sức mạnh của xe tê giác khủng long đây. Here we go. Kiều này, chạy thôi. Phía trên kia vẫn còn rất nhiều kiều, mình sẽ cho xe tê giác lên mới được. Nào, tiến lên nào. Kiều ơi, lại đây nào. Xe tê giác tiến lên đây. Dín. Một đàn kiều. Lại đây, một mình xe khủng long này chậm hết. Tiếng của cái gì thế nhỉ? Tiếng của cái gì nó kêu ấy nhỉ? Mà là đàn kiều của nhà mình sợ như thế. Tiến lên. Xén. Bạn Trang, sao tự nhiên bạn Trang lại từ đâu chui ra nhỉ? Cái xe này, mấy hôm nay toàn ra trêu các bạn kiều như tớ thôi. Xe của ai đây? Ôi, chết rồi, bắt được cái xe khủng long của mình rồi. Không được, mình mà để bạn ấy phát hiện ra mình thì bạn ấy mắng mình chết. Bây giờ tớ đếm từ 1 đến 3 mà không ai ra nhận là tớ đập về cái xe này nha. Ui, làm gì thế kia? Đập xe hả? Ui, này, Trang ơi, cái xe đấy là của tớ đây. À, tớ biết ngay là bạn tím này dám mang cái xe ra đây để trêu các bạn kiều nhà tớ. Không phải là tớ ra trêu kiều nhà cậu đâu. Tớ có ý tốt đây. Tớ ra ấy là tớ muốn cho kiều nhà cậu tập thể dục ấy. Bởi vì cậu qua không biết thì thôi, kiều nhà cậu lười ăn lắm. Bình thường tớ ra lần nào cũng làm hết cả đàn đấy, cứ nằm yên ở đấy chả chạy đi lại gì cả. Thế là tớ mới nghĩ ra, tớ mang cái con xe khủng long này đấy. Tớ ra, tớ đuổi như kiểu là con chó săn kiều ấy. Cậu biết không, con chó nó chuyên đi săn kiều, nó muốn kiều đi theo hướng nào, nó muốn kiều đi đâu là con chó nó ra nó đuổi. Thế là xe của tớ y như thế luôn. Nhờ vậy nha mà mấy con kiều nhờ cậu bây giờ càng ngày càng chắc khỏe hơn rồi đấy. Cái xe này của cậu bánh nó nhỏ như thế này, làm sao mà chạy nhanh được. Vừa lúc nãy tớ để ý cái xe của cậu nó còn không trèo qua được viên đá cơ mà. Không khỏe, không mạnh như thế thì làm sao mà đuổi kiều được. Cậu đừng có khinh thường cái xe này của tớ. Xe này là xe khủng long tê giác đấy. Xe có sừng kiều như cậu mà không chạy nhanh con này nó hôn con gái con mà ngã cửa luôn. Xe thì bé thế này thôi nhưng mà quanh hẳn hai cái sừng đấy. Cậu có tin nó còn hỗ nhau được với con trâu không? Húc nhau được với con trâu? Các bạn nhà mình có tin không? Tớ thì tớ không tin đâu. Được rồi, cậu không tin gì? Bây giờ tớ sẽ mang cái xe này ra chiến đấu với con trâu cho mà xem. Trâu đàn trâu này. Tiến lên nào. Ây, xe khủng long của tớ kìa, cậu nhìn thấy chưa? Đang bước lên này. Ôi trời, xe khủng long của cậu đang sợ à? Một con trâu đang tiến đến. Này thì chạy này, đấy, đâm vào chân này. Ui dồi ôi, cái xe của bạn nhím đang ra chỗ các con trâu kìa cậu ơi. Làm sao mà hút được con trâu nhỉ? Tiến lên nào. Cậu nhìn xem, xe của tớ một mình chấp cả đàn trâu luôn. Kìa đấy. Cậu không cẩn thận một lúc sau xe của cậu thể nào cũng bị dẫm bẹp cho mà xem. Dẫm bẹp lên này thì phi vào chân trâu này đấy. Ui giời ơi, chạy đi này. Mấy cái con trâu này vẫn chưa sợ. Được rồi, một con đang nằm kia, ta sẽ cho xe quay lại đây để phi vào này. Này thì nằm này đấy, đứng dậy luôn, làm sao mà dám nằm nữa. Nào, con nào muốn chiến đấu tiếp nào, ngái thẳng với con này. Phi vào này. Hút đi, nào, trâu, con trâu nào dám vào đây nào. Ê, cái con kia nó còn ngửa mặt lên, nó thách thức kìa. Rồi, này, con trâu con này, ui giời, chạy chưa. Cậu phải xem con trâu nào sừng dài nhất thì mới đấu được chứ. Tớ đã bảo rồi. Cậu toàn đi đâm vào trâu con như thế thì không tính. Này, xe này của tớ chấp hết mọi con luôn. Nào, có con nào dám lao vào đây không? Nào, vào đây. Chả con nào, con này. Con này chạy này, đấy chưa? Con trâu con này nữa này. Đây, xe của tớ mạnh như thế cơ mà. Làm gì có thua con nào đâu. Lao vào kia, chết rồi, sao lại vừa ra thế kia? Ôi dồi ôi, cái xe của bạn nhím bị ngã lăn ra rồi kìa. Con trâu
nó chỉ cần vẩy cái chân một cái là xe của bạn Nhím đã ngã ra rồi. Thế thì làm sao mà đọ sức được với trâu được, lại còn đòi quất các bạn trâu cơ. Cái con trâu này nó to thật đấy. Thế này thì đúng là hơi khó thật, xe của mình nó bé quá. Xe của cậu làm gì có đuổi húc được con gì. Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng bê bê. Tiếng của con dê đấy. À, ở kia có một đàn dê kìa. Cậu bảo cái xe này của tớ không hút được con nào đúng không? Đúng rồi. Con trâu lúc đấy thì nó hơi to mới còn là hơi đông. Bây giờ tớ sẽ cho cái xe khủng long tê giác này của tớ là hút con dê cho cậu xem nhá. Xem dê có sợ chạy không nhá. Tiếp đến sẽ là màn thử thách với đàn dê. Đấy, vừa đi vừa lạng lách luôn. Nào nào nào. Con dê này này. Thấy chưa? Tiếp theo con này, con này con đang ăn cỏ đây. Chạy đi. Ai chả, con này nó chạy nhanh quá. Này thì xe của cậu làm sao mà đuổi kịp dê. Dê đi bộ mà xe của cậu đấy. Không đuổi kịp kìa. Nhưng mà tất cả các con dê đều sợ xe của tớ hết. Có con nào dám xuống đường đâu. Nào nào nào, em dê nào xuống đây nào. Một con xuống rồi. Lùi lại tí nào. Xe của tớ lên ga phát là dê lại chạy luôn. Làm gì có dám đứng lại để chiến đấu với xe của tớ đâu. Như thế này thì xe của cậu cũng đi chăn dê được đấy. Cứ đứng ở dưới đường này, thấy bạn dê nào mà không chịu ăn. Đấy, cậu ơi. Làm gì mà nhắc nhở luôn. Nhìn này. Nào, lùi lại đây. Tiến lên nào. Cậu nhìn thấy chưa? Dê sợ chạy mất dép luôn. Xe của cậu chỉ có đuổi được dê thôi, chứ còn lâu mới đuổi được cừu mấy trâu. Xe của cậu. Được rồi. Thế sao đấy? Để tớ vào. Ra rồi kìa. Đấy, vào tớ giúp xuống nha. Dê ơi, xuống đây nào. Dín, xuống đây chơi nào. Lên đây tí nào, tiến lên đây. Cứ lên đây. Này. chạy rồi. Thấy chưa? Không con nào dám xuống để chiến đấu với xe của tớ đâu. Ở đằng kia, tớ nhìn thấy có một đàn ngựa kìa. Có dám ra thách thức các bạn ngựa không? Cậu muốn thử thách với ngựa, được rồi. Cho tiến lên chiến đấu với ngựa này. Tiến lên nào. Dín. Xe đang tiến đến rồi. Ui, cái chỗ này cỏ cao quá, xe không thể đi được. Dín. À, ngựa mẹ nhìn thấy rồi. Cậu cẩn thận đấy, ngựa mẹ đang sẵn sàng chiến đấu với cái xe của cậu rồi đấy. Làm gì có dẫm trúng đâu. Chỉ đạp ra thôi. Nhưng mà xe của tớ nó thấp quá, thế là không thể đạp trúng được.